Chào Trọng, chào mừng anh chị trở lại với kênh bán hàng Vua Gầm Cao. Và hôm nay em về cho anh chị một mẫu Hyundai Kona sản xuất 2021, một chủ từ đầu biển Hưng Yên, đã được chuyển hồ sơ rút đi. Và xe này lăn bánh đúng 6 vạn km, có zin lịch sử bảo dưỡng hãng và 4 lốp còn theo xe cả dàn. Một chiếc xe vô cùng đẹp và cực kỳ chất lượng, sơn zin còn gần như cả xe. Đấy, một chiếc xe mà chắc chắn là dù các bác khách hàng dù khó tính đến mấy, các bác cũng không thể nào mà chê được chiếc xe này. Bởi vì đây là một chiếc xe hoàn mỹ đến từng chi tiết. Bác chủ này cũng đã độ thêm rất nhiều những đồ chơi. Đấy, các bác nhìn qua form dáng chiếc xe này cũng biết độ đẹp của nó. Đây, chiếc xe em khẳng định nếu như là một chiếc xe cùng đời, khó chiếc xe nào có thể đạt được độ đẹp, độ chuẩn như chiếc xe này nhá. 4 lốp theo xe liền đời, xe lăn bánh full lịch sử bảo dưỡng hãng này. Các bác không phải lo lắng gì về yếu tố chất lượng của chiếc xe. Xe con này thì bên em mua chính chủ nha các bác nhá. Mua chính chủ và bác này là công chức cho nên là sử dụng xe rất cẩn thận. Do vấn đề đó là biển định danh cho nên là bác đã thu hồi biển lại để rút hồ sơ trả lại cho bác rồi. Đây, các bác có thể nhìn thấy được là xe lăn bánh hơn 6 vạn. Đây, lốp theo xe liền đời 2021 này. Lốp Kuho các bác này, lốp Kuho và lốp liền đời 2021 cho các bác nha. Và các bác nhìn củ phanh này, vàng ươm luôn, na năng không có một tì vết gì cả. Đây là những yếu tố bên ngoài để khẳng định cái chất lượng của xe. Và các bác có thể nhìn thấy được cho em là với một chiếc xe đẹp, ta nhìn nội thất này. Với cái bản này là bản 2.0 ATH cho nên nó được trang bị đó là cảnh báo va chạm này. Đấy, đây là một thiết bị khá là an toàn, chống trơn trượt cân bằng điện tử. Và ghế điện được trang bị hàng ghế lái đời 2021 các bác nhé. Và các bác hãy nhìn cho em này. Đây, bộ ghế da này, nó còn đẹp, còn zin như thế này, đúng không ạ? Đây là chiếc xe mà chạy có đúng 6 vạn thôi, cho nên các bác nhìn bộ ghế da, đây hàng ghế lái là ngồi nhiều nhất, cho nên nó còn zin và còn đẹp như thế này, còn gần như là mới các bác nhé. Đây là bác chủ này đi rất cẩn thận và cực kỳ giữ gìn thì nó mới được có chất lượng đảm bảo như thế này. Đây các bác nhìn này, ghế da này, bậc tì tay này, củ số này. Đấy, có hỗ trợ đổ đèo ngang dốc này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, để ấn nổ sát tốp chìa thông minh. Đặc biệt bác này đã lên được màn hình IK, có tích hợp cam 360 độ rồi các bác này. Đấy, âm thanh giải trí đa phương tiện cực kỳ là tuyệt vời. Khi mua chiếc xe này các bác lợi thế đó là không phải đầu tư thêm các thiết bị an toàn nữa, bởi vì bác này bác ấy đã làm full cho ta rồi, cam hành trình cũng đầy đủ rồi. Và xe lăn bánh những thời điểm này zin 6 vạn 8, zin 6 vạn 8 là không tua và không có can thiệp gì nhé. Và bởi vì chiếc xe này là full lịch sử bảo dưỡng hãng, các bác có thể vào Hyundai check test ra tất cả các lịch sử bảo dưỡng của chiếc xe này, và bên em bao từng chi tiết cho con xe này nhé. Nếu như các bác mà về độ an toàn kỹ thuật của xe này thì nó là tuyệt đối luôn, sàn 5D. Đây, các bác nhìn thấy chăm chút từng ly từng tí một nhé. Từ việc đó là bực bệ lên xuống, bác cái ốp nhựa, ốp cái chrome này để chống chảy chống xước này. Và đây sàn 5D này. Đấy, thiết kế rất đẹp luôn. Và chống chảy xước ở bực bệ chỗ lên xuống ở những cái chỗ này này. Đấy, bác ấy rất là cẩn thận luôn. Và xe lăn bánh thì bác ấy bảo dưỡng thì cực kỳ cẩn thận. Bác ấy chăm xe như chăm con thôi. Đấy, đấy, yêu quý xe lắm cho nên chất lượng xe nó tốt như thế này. Tất cả những đồ đoàn theo xe đầy đủ hết rồi. Đấy, các bác nhìn nội thất thì sẽ biết được cái chất xe như thế nào, đúng không ạ? Đây các bác nhìn cho em này. Riêng cứ nhìn vào ghế da cho em sẽ biết được này, bác này chỉ đi một mình thôi. Bởi vì bác làm công chức và vợ con thì ở xa. Đấy, quê nằm ở xa cho nên là bác chỉ đi một mình. Đấy, cho nên là gần như ghế sau không có người ngồi nhé, đi từ đầu luôn. Đây các bác nhìn chất xe này. À, quá đẹp, nhìn chung là không có điểm chê luôn. Từng con ốc còn nguyên zin này. Nếu như các bác chiếc xe này thì là em sẽ bao cho các bác check test mọi nơi mọi chỗ. Bao check test mọi nơi mọi chỗ luôn cho các bác nhé. Đấy, nếu như các bác mà check test mà ra lỗi, em tặng xe luôn. Còn đến đây mà chê chiếc xe này là báo công an tịch thu chiếc xe này, là không bán nữa. Vâng, đó là những gì mà em khẳng định về chiếc xe này cho các bác. Với thiết kế của Hyundai Kona thì phải nói rằng đây là thiết kế đẹp, thiết kế rất là hài hòa đến từng chi tiết các bạn. Đấy, những cái phần nhựa, những cái phần cái màu trắng cũng là cái phần là cái màu khá là nổi bật. Nhìn chung là với cái thiết kế này không ai chê được đâu. Bởi vì với cái tầm tiền cho chiếc Hyundai Kona thời điểm này, em để cho các bác với chiếc xe đẹp như thế này nhá, để cho các bác giá yêu thương luôn nhá, 565 triệu đồng. Đấy, giá yêu thương luôn và giá chuẩn luôn. Đấy, có bớt lòng một tí thôi, còn lại bác nào bớt nhiều tốt nhất không nên gọi điện. Đấy, bớt đến vài chục thì tốt nhất đừng gọi điện, chỉ xem thôi các bác nhé. Đấy, em muốn bán cái thẳng thắn như thế cho nó dễ. Bởi vì xe đẹp, xe zin em không bán cao mà cũng không bán rẻ được. Đây các bác này, nốp này. Đấy, lốp này các bác nhá. Tất cả mọi chi tiết xe là zin hết nhé.
chung là về độ đẹp, độ zin của chiếc xe này thì em bảo hành đến km cho anh chị thì anh chị phải biết là như thế nào rồi đúng không ạ? Chỉ là anh chị có đúng nhu cầu không thôi. Còn lại giá thành của chiếc xe này cũng công khai luôn, không mập mờ. Đó là 565 triệu đồng. Bao rút hồ sơ nhé. Đấy, giá công khai luôn, chứ không có gì phải úp mở với các bác cả. Bởi vì chiếc xe đẹp như thế này không có nhiều. Nếu các bác chỉ cần lăn tăn thôi là các bác đi tìm xe rất vất vả. Bên em thì chuyên các mẫu xe súp gầm cao. Và xe này thì em nói thẳng luôn là em không mua qua thợ, mà em mua chính chủ. Và bác này sử dụng, bác này là công chức. Chỉ là bác không muốn lộ biển nên bác bảo em là thu hồi biển về để trả cho bác thôi. Bác đổi xe khác bên em. Và xe này là bác ấy đi chính chủ, một chủ từ đầu. Đó là một cái điều mà các bác sẽ thấy được rằng là chất xe nó còn rất tốt. Bác bảo dưỡng hết rồi, có phiếu bảo dưỡng luôn. Đấy, có phiếu bảo dưỡng luôn nhá. Tí nữa em sẽ đưa cái phiếu bảo dưỡng lên để các bác thấy được là bác ấy bảo dưỡng hết rồi. Bác ấy bảo rằng nếu như ai mua chiếc xe này thì đưa cái phiếu bảo dưỡng cho bác để cho người ta xem, để người ta mua về người ta không phải mất tiền bảo dưỡng nữa với những hạng mục đó. Đấy, bác ấy lại còn như thế, rất là có tâm các bác. Đây này, xe thì em cũng nói luôn, đó là bác xe biển Hưng Yên luôn các bác nhé. Đấy, đã thu hồi biển số rồi và đăng kiểm đến tháng 1 năm 2026, các bác yên tâm luôn. 4 lốp theo xe liền đời luôn nhé, chứ không phải là lộ cộ đâu. Đều là đết lốp 2021 hết, xe lăn bánh đúng km. Đây các bác này, xe lăn bánh đúng km, không sai. Đây, và là đang không một vết xước luôn. Bác này đi rất cẩn thận bởi vì bác là công chức, bác đi đường phố cho nên là đi rất cẩn thận. Không có một điểm gì khiếm khuyết với chiếc xe này. Nói chung là với chiếc xe này thì với những bác khách hàng dù khó tính đến mấy đi chăng nữa thì em nghĩ là không chê được điểm nào đâu. Không chê được điểm nào kể từ sơn xi, rồi phần vỏ cũng như tất cả các chi tiết xe. Đấy, nó liền khít và nhìn chung là nó đều xe các bạn. Nó đều xe đời 21 mà chạy đến thời điểm này 4 năm mà được như chiếc xe như thế này là rất hiếm các bạn. Với khối động cơ 2.0 DOHC, nhìn chung là đây khối động cơ nó quá là quen thuộc với chúng ta rồi. Bởi vì nó được lắp ráp trên rất nhiều những cái mẫu xe của Hyundai và Kia. Và nó rất là bền bỉ và vô cùng là lành tính, gần như không có hư hỏng các bác nhé. Đấy, các bác nghe tiếng máy nổ êm không? Đấy, nổ êm không? Tất cả zin từng con ốc luôn, máy số zin tuyệt đối luôn. Nếu như máy số mà đạm động chạm dù chỉ là một con ốc thôi là em sẽ tặng xe cho các bác luôn. Tặng luôn xe cho các bác, không phải nói nhiều. Trong chiếc xe này thì nó quá nhiều điểm mạnh rồi. Chỉ là bác nào tiếp cận được với kênh bán hàng Ba Tư Văn Vua Gầm Cao thôi là các bác sẽ mua được một chiếc xe đẹp. Chiếc xe này với thiết kế giống hệt như form dáng của Santa Fe, nhưng nó nhỏ hơn một chút. Nhưng nhìn cái form này rất là đáng yêu. Thay vì một chiếc Santa Fe 7 chỗ ngồi với khối động cơ 2.4 khá là tiêu tốn nhiên liệu, thì các bác hãy lựa chọn cho em chiếc Hyundai Kona động cơ 2.0 này. Và cũng mang khá nhiều những công nghệ. Đó là công nghệ cảnh báo tích hợp làn đường, cam 360 độ đã được bác chủ lắp ráp rồi. Một cái chiếc xe mà form dáng nó không có điểm chê, quá nhiều điểm mạnh luôn. Mà giá tiền bây giờ em để cho các bác chỉ có 565 triệu đồng thôi. Nhanh tay để chốt chiếc xe đẹp các bác nhé. Đừng lăn tăn giá nữa bởi vì đây là mức giá quá ok rồi. Bao rút hồ sơ cho các bác, có bớt lộc cho bác nào thiện chí alo gọi điện. Và còn bác nào bảo cao thì xin phép chọn chiếc xe khác. Đấy, bởi vì xe đẹp thì không có rẻ và xe rẻ thì không có xe đẹp đâu. Tiền nào vài nấy, các cụ ta nói lúc nào cũng đúng đúng không ạ? Và bên em luôn lựa chọn những sản phẩm chất lượng có giá thành hợp lý cho các bác. Còn buôn bán ai cũng phải có lời có lãi đúng không ạ? Nhưng quan trọng đó là em mang đến cho các bác những sản phẩm chất lượng, những sản phẩm thật và những sản phẩm mà bên em cảm thấy đó là những sản phẩm nó bán hàng ra và có đủ cái yếu tố để bảo hành cho các bác, bao check test mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời điểm nhé. Size bên em chịu toàn bộ chi phí cho các bác, còn giá thành cũng công khai luôn. Chất lượng thì em đảm bảo là không ai chê được đâu. Chân thành cảm ơn tất cả các bác nhé. Và hãy ủng hộ những sản phẩm, ngoài sản phẩm này ra bên em còn hơn 40 mẫu xe gầm cao nữa cơ. Đấy, các bác cứ ủng hộ bên em đi. Chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả các bác.